chút nha mẹ. Dạ alo, con nghe nè mẹ. Năm nay hai vợ chồng con có về ăn Tết với ba mẹ không? Còn vài ngày thôi. Dạ con xin lỗi mẹ, năm nay á tụi con về quê chồng cho nên là không có về với mẹ được rồi. Vậy thôi, hai đứa ở lại chơi vui vẻ nha. Năm qua kinh tế khó khăn á, mẹ biết hai vợ chồng con không có nhiều tiền. Mẹ có gửi cho con một ít tiền đó, con đi mua cho mẹ chồng con một chỉ vàng đi, để cho bà vui. Con á, khi nào á có thời gian á đi về với mẹ, mẹ nấu canh khoai mỡ với thịt kho tàu cho mẹ ăn. Chẳng phải con thích nhất là hai món đó hay sao? Mẹ ơi con xin lỗi mẹ. Cái con bé này khờ quá, xin lỗi gì chứ, con có lỗi gì đâu. Từ khi con đi lấy chồng á,